bản trái ngược của Frankie de Jong cập bến Manchester United. Có thể nói Manchester United vừa thực hiện thành công một thương vụ trái ngược hoàn toàn với Frankie de Jong. Ít ai biết rằng trong số các phương án chủ chốt mà Manchester United nhắm đến để củng cố vị trí tiền đạo trung tâm, Rasmus Højlund là người duy nhất đã công khai thừa nhận mình là fan của Quỷ Đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1, không chỉ tuyên bố rằng bản thân hâm mộ Manchester, chân sút người Đan Mạch còn khẳng định được chơi bóng cho đội chủ sân Old Trafford sẽ là một trong những điều lớn lao nhất đối với mình. Không nằm ngoài dự đoán, ngay khi nhận được sự quan tâm đến từ Manchester, Højlund đã làm tất cả những gì có thể để được chuyển đến chơi bóng tại Old Trafford. Ngay lập tức, chân sút người Đan Mạch đã quyết định thay đổi người đại diện của mình. Anh đặt niềm tin vào SEG, cũng là công ty đại diện cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Và theo tiết lộ từ United Digest, Højlund đã yêu cầu SEG giúp mình chuyển đến Manchester United trong vòng 3 tháng, bằng không anh sẽ tiếp tục đổi công ty đại diện. Hiển nhiên bên cạnh Manchester United, Højlund đã nhận được sự quan tâm đến từ nhiều đội bóng lớn khác. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Paris Saint-Germain. Câu lạc bộ đã gửi đến Atalanta một lời đề nghị chính thức nhằm hỏi mua Højlund. Thậm chí ký giả Gianluca Di Mario khẳng định PSG sẵn sàng chi trả cho tiền đạo này một mức lương cao hơn nhiều so với những gì anh nhận được tại Old Trafford. Tuy nhiên, Højlund đến cuối cùng vẫn không thay đổi lập trường. Với việc Manchester United không còn giữ được vị thế của một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, suốt những năm gần đây, họ luôn phải chật vật trên thị trường chuyển nhượng để thuyết phục những ngôi sao hàng đầu chuyển đến Old Trafford. Không nói đâu xa, mùa hè trước, họ đã làm mọi cách để thuyết phục Frankie de Jong rời khỏi Barcelona. Trong bối cảnh Ten Hag có khao khát tái hợp với cậu học trò cũ, nhưng rốt cuộc Manchester United chỉ mất thời gian vô ích. Thời điểm đó, CEO Richard Arnold và giám đốc bóng đá John Murtagh đã đáp chuyến bay đến Barcelona để trực tiếp đàm phán với đội chủ sân Camp Nou. Không chỉ sẵn sàng đáp ứng mức phí khổng lồ mà Barca yêu cầu, Manchester United còn đề nghị với De Jong một mức thù lao khủng. Và tất nhiên Ten Hag được cho là đã nhiều lần gọi điện để thuyết phục cậu học trò cũ của mình, nhưng mọi nỗ lực đến từ Manchester United đều không mang lại kết quả. Trái ngược hoàn toàn với De Jong, từ đầu đến cuối, Højlund vẫn chỉ có ý định chuyển đến Old Trafford. Thực chất, nếu Atalanta không chấp nhận từ bỏ mức định giá 100 triệu euro, không loại trừ khả năng chân sút người Đan Mạch sẽ gây áp lực để được rời đi. Dù vậy, rốt cuộc thì Højlund đã không cần phải dùng đến hạ sách này, bởi câu lạc bộ vùng Bergamo đã chấp nhận lời đề nghị có tổng giá trị 75 triệu euro từ Manchester United. Chính thức Liverpool có đội trưởng mới. Sau khi chia tay Jordan Henderson, The Kop buộc phải tìm thủ lĩnh mới trước khi mùa giải khởi tranh. Cách đây ít hôm, Ange Postecoglou xác nhận hoàn tất thương vụ Jordan Henderson. Tiền vệ người Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài tới tháng 2 năm 2026. Henderson rời Liverpool sau 12 năm gắn bó. Tổng cộng ngôi sao 33 tuổi giành được 8 danh hiệu khác nhau, bao gồm chức vô địch Premier League và Champions League danh giá. Tuyển thủ Anh ra đi buộc huấn luyện viên Jurgen Klopp phải tìm kiếm người thay anh mang băng thủ quân. Mới nhất, trang chủ Liverpool thông báo Virgil van Dijk được xác nhận là đội trưởng mới của Liverpool, với Trent Alexander-Arnold được bổ nhiệm làm đội phó. Van Dijk chia sẻ, một ngày thực sự tự hào đối với tôi, vợ tôi, các con tôi, gia đình tôi. Đó là một cảm giác đặc biệt và tôi thực sự không thể mô tả nó vào thời điểm này. Nhưng đó là điều mà tôi thực sự tự hào. Rõ ràng tôi là đội trưởng tuyển Hà Lan, đó đã là một vinh dự to lớn, một khoảnh khắc đáng tự hào nữa. Nhưng đồng thời trở thành đội trưởng của Liverpool là điều mà tôi không thể diễn tả vào thời điểm này. Đó chỉ là điều khiến tôi rất tự hào và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến mọi người hài lòng. Van Dijk có 222 lần ra sân cho Liverpool kể từ khi chuyển đến Anfield từ Southampton vào tháng 1 năm 2018. Sốc, cầu thủ MU điên tiết bật đàn anh vì bị mắng oan. Theo Manchester Evening News, Brandon Williams không hài lòng khi bị đàn anh mắng oan. Đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag khởi đầu tốt hơn và ở phút thứ 24, họ đã có được phần thưởng xứng đáng khi hậu vệ Diogo Dalot mở tỷ số bằng một nỗ lực sút xa tuyệt vời. Tuy nhiên, Dortmund đã tận dụng một số pha phòng ngự chậm chạp và cầu thủ của Manchester United trong giai đoạn cuối hiệp 1 để vượt lên. Daniel Malen lập cú đúp chớp nhoáng ở phút thứ 43 và 44. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 2 làm dấy lên cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Brandon Williams và Tom Heaton. Theo Manchester Evening News, Williams khẳng định không phải lỗi của mình
khi thủ môn Heaton đổ lỗi cho hậu vệ 22 tuổi vì không dâng lên, qua đó tạo điều kiện cho Malen thoát bẫy việt vị. Thực tế, pha quay chậm cho thấy Victor Lindelof có đường truyền sai địa chỉ khiến Quỷ Đỏ gặp rắc rối. Williams khó có thể dâng lên kịp thời. Nhà báo Samuel Lakers có mặt ở Las Vegas nói về vụ việc. Đột nhiên nổi nóng, Heaton và Williams có một cuộc tranh cãi nảy lửa sau bàn thua thứ hai trước Dortmund. Có vẻ như Williams đã nói, chết tiệt, đó không phải lỗi của tôi. Tân binh tiềm năng gật đầu tới Emirates, Arsenal bắt đầu chốt thỏa thuận. Theo Metro, pháo thủ thành London sẽ sớm tìm cách hoàn tất thương vụ David Raya trong mùa hè này. Pháo thủ đã được liên kết với một thương vụ đột phá bất ngờ để mang về thủ môn người Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Mikel Arteta muốn đảm bảo sự cạnh tranh chất lượng cao dành cho Aaron Sampras nơi khung gỗ. Raya chỉ còn một năm trong hợp đồng, đã được một loạt câu lạc bộ tiếp cận vào mùa hè này. Theo đó, Tottenham và Bayern Munich đều đã đưa ra lời đề nghị. Nhưng Brentford kiên quyết rằng Raya chỉ ra đi nếu yêu cầu về mức giá 40 triệu bảng của họ được đáp ứng. Chính vì thế, cả Spurs và Hùm Xám đều quay xe. Ngược lại, cơ hội mở ra dành cho Arsenal. Theo Fabrizio Romano, Raya muốn cập bến sân Emirates ngay trong mùa hè năm nay và Arsenal cũng bắt đầu hành động. Tờ Metro xác nhận pháo thủ muốn đạt được các điều khoản cá nhân và về mức lương dành cho Raya trước khi tăng cường đàm phán với Frankfurt. Lúc này đây, Arsenal dường như đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi để có được Raya. Mức phí 40 triệu bảng có thể không phải là vấn đề. Nóng, Everton đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Sporting Lisbon. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Everton chuẩn bị ký hợp đồng với tiền đạo trẻ tuổi Josep Chermiti của Sporting Lisbon. Đội bóng vùng Merseyside tìm kiếm một tiền đạo mới để hỗ trợ cho Dominic Calvert-Lewin và Josep Chermiti là đáp án. Chuyên gia chuyển nhượng Romano cho biết Everton và Sporting Lisbon đã đạt được thỏa thuận miệng trong thương vụ Chermiti. Vẫn chưa rõ Everton sẽ trả bao nhiêu cho Chermiti, nhưng đây là tiền đạo đầy hứa hẹn để The Stoffies có thể kỳ vọng và họ đã rất nỗ lực để hoàn tất thương vụ này trước sự cạnh tranh từ Bournemouth và Wolves. Chermiti sinh ra ở Bồ Đào Nha, xuất thân từ một gia đình thể thao với cha là một cầu thủ bóng rổ và người anh họ. Anmeni Chermiti là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Tunisia, từng chơi cho những đội bóng như Hertha Berlin và FC Zurich. Sau thời gian thi đấu cho các câu lạc bộ trẻ, Chermiti gia nhập Sporting vào năm 2016 và hiện đã lên một đội. Anh đã ghi 3 bàn sau 21 trận ở mùa giải trước. Đây có vẻ không phải là một thành tích ấn tượng. Dù sao với chiều cao 1m93, cùng tốc độ sức mạnh đáng kể, Chermiti luôn khiến cầu thủ đối phương phải dè chừng. Cầu thủ 19 tuổi này đã ra sân trong trận đấu với Juventus ở Europa League và để lại cho huấn luyện viên Massimiliano Allegri nhiều điều ấn tượng. MU gây bất ngờ với hậu vệ Everton. Theo Mail Plus, Jarrad Brandweis của Everton là cái tên bất ngờ lọt vào danh sách mua sắm của Manchester. Theo tin từ Daily Mail, đội bóng của Erik ten Hag đã theo dõi hậu vệ 21 tuổi vào đầu năm nay, khi anh ấy đang được cho mượn tại PSV Eindhoven. Và bây giờ, Brandweis đã gây ấn tượng để được Quỷ Đỏ để mắt đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 này. Theo Simon Jones, Manchester vẫn dành sự quan tâm đến không ít cầu thủ ở nhiều vị trí, mặc dù đã ký hợp đồng với Mason Mount, Andre Onana và Rasmus Højlund. Trung vệ cũng là nơi huấn luyện viên Ten Hag muốn củng cố và họ có lý do để đặt Brandweis vào tầm ngắm bên cạnh Jean-Claire Torpedo của Nice. Tuần trước có thông tin cho rằng Villarreal và Nice đều muốn mượn cầu thủ trẻ này, nhưng The Toffees đã quyết định từ chối. Everton cũng đã từ chối sự quan tâm mạnh mẽ từ đội bóng Eredivisie để đưa Brandweis trở lại Goodison Park khi kết thúc hợp đồng cho mượn. Hiện tại, Everton đã để Jerry Mina ra đi, cũng như cho phép Conor Quaddy trở lại Wolves. Theo đó, Brandweis sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn nếu ở lại.